Theo địa chí của tỉnh An Giang, thì trên địa phận của tỉnh này có đến 37 ngọn núi lớn nhỏ, nhưng dân gian thì vẫn thường gọi đây là vùng bảy núi. Cùng với những tên gọi mộc mạc, mỗi dãy núi trên miền Thất Sơn đều gắn với nhiều danh xưng không kém phần hoa mỹ. Và một trong những dãy núi ấy mang tên của loài linh điểu. Dãy núi này hiện nay thuộc huyện Tri Tôn, địa chí của huyện ghi rõ. Núi Tô còn gọi là Phụng Hoàng Sơn, cao 614 mét, chu vi khoảng 13 km, thuộc phạm vi các xã An Tức, Ô Lâm, Cô Tô và Núi Tô. Nếu xét về độ cao thì Phụng Hoàng Sơn chỉ đứng thứ hai sau núi Cấm. Còn nếu xét về mức độ hoành tráng thì chỉ sau núi Dài Lớn. Theo các nhà nghiên cứu, thì tên gọi Phụng Hoàng Sơn xuất xứ từ dân gian dựa vào hình thế của núi. Phụng Hoàng Sơn thì ông bà xưa ta đặt như vậy là cũng chính xác, vì ngọn núi nó có hình của chim Phụng Hoàng. Thì ở từ xa chúng ta nhìn là có con chim đang xòe cánh và có cái đầu là cái đầu tước dục. Có một truyền thuyết khác cũng nhằm giải thích tên gọi Phụng Hoàng Sơn. Xưa kia, loài chim được xếp vào hàng tứ linh, chỉ chọn dãy núi này làm nơi trú ngụ. Liên quan đến loài chim Phụng Hoàng, sách Gia Định Thành Thông Chí do Trịnh Hoài Đức biên soạn dưới triều vua Gia Long, Mục Sơn Xuyên có chép rằng: núi cao 40 trượng, chu vi 30 dặm, hình núi cong mà dài xòe cánh, ló đầu, dáng như chim loan bay, chim phượng múa, và gọi đây là núi Ngất Sâm. Phụng Hoàng Sơn được ghi vào văn tự lần đầu trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí, được biên soạn dưới triều vua Tự Đức và gọi đây là núi Tô. Tô Sơn ở Tây Nam huyện Hà Dương 17 dặm là một trong số 7 núi ở vùng này, phía Tây có miếu thờ Thủy Thần. Ngay cả tên gọi núi Tô cũng có nhiều giả thuyết. Có người cho rằng nhìn ở một góc độ nào đó, nó trông giống như cái tô úp xuống nên gọi là núi Tô. Một giả thuyết khác mang tính bác học hơn. Núi Tô là dân gian người ta gọi tắt thôi, chứ đúng tên là Cô Tô. Thì tôi nghĩ là nguyên nhân có cái tên này chắc là ảnh hưởng cái ngọn núi Cô Tô của Trung Quốc. Cho nên ngọn núi này nó có cái bề thế, cái hùng vĩ tương tự như Cô Tô ở Trung Quốc, cho nên là chắc người xưa người ta lấy cái tên Cô Tô ta đặt. Chứ đây không phải là tên chữ nôm. Được biết đến với nhiều địa danh giả thuyết, dãy núi này còn nổi danh bởi phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc. Theo học giả Nguyễn Văn Hầu ghi chép qua loạt bài Nửa Tháng Trong Miền Thất Sơn, thì Phụng Hoàng Sơn là ngọn núi đẹp nhất trong miền Thất Sơn. Dưới chân núi có hai hồ nước lớn, và một trong hai hồ nước đó có tên là Tức Dục. Tiếng Khmer có nghĩa là nước đêm. Chuyện kể rằng, thuở xa xưa, vào những đêm trăng sáng, các tiên nữ thường dạo trên đỉnh Phụng Hoàng Sơn. Họ đùa giỡn và bày trò ném đá xuống chân núi. Dòng nước chảy qua chỗ đá rơi lâu ngày trở thành con suối. Những người đầu tiên đến khai quang, đêm thanh vắng, nằm nghe tiếng suối chảy, họ lần theo và sau cùng gặp được nguồn nước. Nước đã đem đến cho họ sự sống và họ gọi đây là những con suối vàng. Hồ nước này tích nước từ những dòng suối vàng, nên dân địa phương gọi là hồ suối vàng. Hồ rộng khoảng 5 hectare, có dung tích đến hơn 400.000 mét khối nước. Hồ suối vàng nằm ở về phía Tây, mà sách Đại Nam Nhất Thống Chí miêu tả là xưa kia còn có miếu thờ Thủy Thần. Trên đầu nguồn của những con suối vàng có một vồ đá lớn. Trên bề mặt khá bằng phẳng, gọi là sân tiên. Truyền thuyết kể rằng đây là nơi các vị tiên thường về ngự vào những đêm trăng. Dấu tích còn để lại là vết lõm nằm ở cuối phiến đá, dân gian gọi là bàn chân tiên. Quanh khu vực sân tiên có nhiều ngôi chùa. Cạnh ngôi chùa Bạch Dân ở độ cao khoảng 500 mét, có một vồ đá gọi là vồ Ông Hội. Dân gian kể rằng Ông Hội là một trong những người thuộc lớp khai sơn phá thạch, phát hiện ra con suối vàng và đã đặt chân đến phiến đá này.
Hầu hết địa danh của mỗi đỉnh đồi, con suối, hang động ở Phụng Hoàng Sơn đều mang dấu ấn tâm linh. Tại đây có một ngọn đồi gọi là đồi Tức Dực, cao chừng 300 mét, được ví là phần đầu của con chim Phụng Hoàng. Theo truyền thuyết, ngọn đồi được hình thành từ những hòn đá do những vị tiên ném từ trên đỉnh xuống. Đồi Tức Dực còn có một tên gọi khác gắn với kỳ tích con người thời chiến tranh, ngọn đồi 2 triệu đô la, tức là số tiền mà bọn Mỹ ngụy đã treo thưởng cho các sát lính hòng chiếm ngọn đồi này. 2 triệu đô la cũng là số tiền ước tính cho phí tổn các trận đánh của địch vào đồi Tức Dực. Dấu vết của thời mưa bom bão đạn và cả chiến tích hào hùng vẫn còn hiện hữu nhiều nơi tại ngọn đồi Tức Dực. Đây chính là nơi chở che cho nhiều cơ quan của huyện ủy Tri Tôn và tỉnh ủy An Giang trong nhiều thời điểm của hai cuộc kháng chiến. Dựa vào sự cấu trúc kỳ diệu của thiên nhiên và cả niềm tin vào ngọn núi ẩn chứa nhiều truyền thuyết oai linh, các lực lượng bám trụ đã đánh bại các trận càn của địch. Nhiều địa danh mới được bổ sung cho đồi Tức Dực và dãy Phụng Hoàng Sơn như hang tỉnh ủy, hang tuyên quấn, hang quân dân y, hội trường C6. Cạnh hang tỉnh ủy có khu tưởng niệm nhằm tưởng nhớ tri ân những người đã ngã xuống để khai sinh thêm những địa danh và viết nên bản anh hùng ca thời đại. Đồi Tức Dực và cả dãy núi có hình dáng con chim Phụng Hoàng đáp xuống cánh đồng lúa xanh, từng nổi danh bởi cảnh quan, bởi sắc màu huyền thoại. Ngày nay, dãy núi ấy còn thu hút khách tham quan bởi kỳ tích của con người nghe qua như những câu chuyện huyền thoại của thời hiện đại. Dãy núi ấy tồn tại với ba địa danh: Núi Tô, Cô Tô và Phụng Hoàng Sơn. Chào mừng quý khán giả đến với tiết mục Đi tìm địa danh. Câu hỏi kỳ trước, câu 1, địa danh Ô Môn thuộc địa phương nào? A. An Giang, B. Cần Thơ. Câu 2, có bao nhiêu người có cùng dự đoán? Tiết mục có nhận được 123 tin nhắn của quý khán giả. Đáp án kỳ trước, câu 1, B. Cần Thơ. Câu 2 có 36 người dự đoán đúng. Giải thưởng, giải nhất thuộc về khán giả Nguyễn Giang Phương, số điện thoại 0169747531. Giải nhì thuộc về khán giả Nguyễn Hoàng Tiến, số điện thoại 0126882 3448. Giải ba thuộc về khán giả Quỳnh Giang Phỉ, số điện thoại 0166571-7223. Câu hỏi kỳ này, câu 1, địa danh Phụng Hoàng Sơn thuộc địa phương nào? A. An Giang, B. Kiên Giang. Câu 2, có bao nhiêu người có cùng dự đoán? Để tham gia tiết mục Đi tìm địa danh, các bạn hãy soạn tin nhắn với cú pháp GGST cách X cách Y rồi gửi 6234. Trong đó, GGST là từ khóa của chương trình, X là phương án lựa chọn của bạn, Y là số người có cùng ý kiến với bạn. Với cước phí 2.000 đồng một tin nhắn, hạn chót nhắn tin là 0 giờ ngày thứ 6 hàng tuần. Mỗi năm, ở Việt Nam, khoảng 100 tỷ phú nông dân có thu nhập cả tỷ đồng. Vậy, đâu là bí quyết của họ? Bí quyết làm giàu của các bạn là gì? Bí quyết của chúng tôi là sử dụng phân bón phức hợp DAP Đình Vũ. DAP Đình Vũ luôn là sự lựa chọn của tôi. Phân bón phức hợp DAP Đình Vũ luôn mang lại năng suất cao. Phân bón phức hợp DAP Đình Vũ được sản xuất với công nghệ tiên tiến, có hàm lượng dinh dưỡng cao nhất lên đến 61%. DAP Đình Vũ, niềm vui của nhà nông.